mình hầu như là không có dùng kem chống nắng, không có make up, không gì hết. Mình chỉ có đi phơi nắng cho càng ngày nó càng đen. Được làm việc với tất cả những anh chị đạo diễn lớn á, mình hoài nghi bản thân mình nhiều lắm. Mình thiếu tự tin, mình căng thẳng, tự đè lên cho mình rất là nhiều cái áp lực. Lý do mà ngày hôm nay mà Huy mới có cơ hội để mời Đào là bởi vì các bạn cũng biết là ngay lúc này đây thì ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc đang có một cái bộ phim điện ảnh đang rất là hoành tráng và nhận được sự yêu mến và những lời khen từ phía của những người làm chuyên môn cũng cả là những bạn khán giả nữa, đó chính là Tro Tàn Rực Rỡ. Và với Phương Anh Đào là vai Nhàn thì hôm nay mình mới có cơ hội để gặp đây, có nghĩa là phải có một cái cớ gì đó để ngồi đây nói chuyện thì nó mới cũng có thêm cái phần đặc biệt chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả. Huy thấy rằng là phản ứng của khán giả dành cho bộ phim này rất tốt, và đặc biệt là dành cho kể cả Phương Anh Đào và các diễn viên cũng cực kỳ tốt. Huy thấy rằng là khi mà mình đi xem về á thì mình thấy rằng có rất là nhiều bạn có nói rằng là một cái câu này không biết là có phải là áp lực cho Đào hay không, nhưng các bạn nói rằng là sẽ có những mỹ nhân màn ảnh Việt như Ninh Như Lan Ngọc, Kelly Nguyễn phải dè chừng về tài năng diễn xuất của Phương Anh Đào. Huy cũng có đọc được những cái comments như vậy của các bạn. Thì Đào thấy như thế nào về điều này? Thật sự là lần nào cũng vậy, có một cái cơ hội là ngồi phỏng vấn và nói chuyện với tất cả anh chị em trong nghề thì mình luôn cảm thấy là thật sự mình phải trân quý cái điều đó. Bởi vì đó là cái lúc mà mình có vai trò, mình có câu chuyện chính xác để mình chia sẻ. Là mỗi lần mình ra dự án thì cũng thay mặt với cả đoàn, tại vì ở đây không có mặt cả đoàn thì anh nào cũng xin được phép là rất là ghi nhận những cái gì mà khán giả ủng hộ, những gì mà khán giả khích lệ tinh thần cho cả đoàn của Tro Tàn Rực Rỡ. Quay lại với cái câu nhận định mà hoặc là cái câu comment mà của Huy hay nói ấy, thì chắc chắn là đối với anh Đào, cái sự phấn đấu hoặc là cái tính cạnh tranh tích cực ở trong giới hoặc bất kỳ một môi trường nào nó cũng phải cần có. Nó sẽ làm cho mình phải phấn đấu, mình phải nỗ lực nhiều hơn. Nếu như mà có đọc được những cái đó chắc Đào cũng chỉ ngồi cười thôi. Tại vì cả chị Ninh Dương Lan Ngọc á, và bé Kitty á, là những cái tài năng của trong màn ảnh Việt mà mọi người đã quá là công nhận rồi. Vừa xinh đẹp, vừa biến hóa giỏi và còn lại hả, mọi người rất là dễ thương tử tế nữa. Thì mình có thể cùng nhau phát triển được thì luôn luôn là những cái tấm gương cùng với nhau. Và có thể là chắc là anh Đào nhìn lên chị Ngọc hoặc là nhìn qua bé Kitty nhiều hơn. Đó. Và mấy bạn lý do nói như vậy là vì các bạn nói rằng là Phương Anh Đào thể hiện vai này quá xuất sắc. Bởi vì là Huy xem thì Huy có thấy rằng là không phải là mình phải thể hiện ra những cái nét mặt của mình hay là những cái động tác body language của mình để cho người ta thấy rằng là mình khổ, mình đau. Mà nó phải được lồng ở bên trong cái tâm hồn và cái diễn xuất của nhân vật. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên á, khi mà Huy biết rằng là cái nhân vật Nhàn đó là Đào là người thủ vai thì thú thật Huy cũng rất là bất ngờ. Bởi vì Huy nghĩ rằng là bạn này hồi đó giờ mình biết là với hình ảnh cũng đẹp, gương mặt thì xinh, đài từ cũng rất tốt. Và bên cạnh đó thì Đào còn có một cái loạt những cái bộ phim nó hơi có phần sắc sảo. Thì cái việc mà Đào vào vai này á thì Huy nghĩ rằng là nó đang tạo cho mình một sự tò mò rất là lớn. Vậy thì với bản thân Đào, khoảng thời gian đầu khi mà đến với dự án này á, Đào có chút nào mảy may suy nghĩ và do dự bởi vì là liệu là nó có phù hợp với mình hay không? Cảm ơn Huy đã dành cho anh Đào rất là nhiều cái cảm xúc trong cái câu hỏi này. Đối với anh Đào thì Tro Tàn Rực Rỡ và đặc biệt là vai Nhàn nó là một cái điểm xuyến rất là lớn và nó là một cái cột mốc làm cho mình cảm thấy là mình được học hỏi được rất là nhiều từ bác Chuyên. Bởi vì cái sự thành công của một người diễn viên thì nó nói lên rất là nhiều về góc nhìn của người đạo diễn và cái cách làm việc của cả tập thể đó nữa. Bác Chuyên đã hướng dẫn Đào rất là nhiều và làm sao để mình có một cái cách gần hơn với nhân vật, truyền tải nhân vật nó ở một cái góc độ khác. Và may mắn là mình tìm được tiếng nói chung với người đạo diễn và người bạn diễn của mình. Quay lại với cái việc mà mọi người nhận định là anh Đào sẽ hơi sắc sảo và mình có cảm thấy là một chút gì đó lăng tăng với nhân vật Nhàn không, thì rõ ràng là bản thân anh Đào cũng thấy là cái đường nét của mình nó cũng sắc sảo nữa. Nhưng mà để làm sao mình hóa thân về mặt ngoại hình á, để cho khán giả họ nhìn vào mà họ có niềm tin và họ có thiện cảm với nhân vật á, thì nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của cả ekip nữa. Mọi người đã phải dày công làm sao từ tóc tai, make up, trang phục để làm sao để nó toát lên được, nó khắc họa được đầy đủ nhất cái nhân vật mà cái người đạo diễn họ tưởng tượng trong đầu. Thì mọi người đã phải làm cho anh Đào những cái hàm răng giả nè. Nhưng mà cái hàm răng đó thì nó không có bền, bởi vì một khi mà nó đòi hỏi cái chuyện mà nó thật á, thì nó rất là mỏng, mà nó mỏng thì nó ăn nhai cái là mấy ngày là vỡ à. Nên là anh Đào phải
bỏ qua cái phương án đó là mọi người phải tô răng mỗi ngày một hai lần. Ừ. Cái việc nữa là mình hầu như là không có dùng kem chống nắng, không có make up, không gì hết. Mình chỉ có đi phơi nắng cho càng ngày nó càng đen, rồi da dẻ nó tàn nhang, nó nổi lên rất là nhiều. Mỗi ngày ra set thì mình cũng phải tô làm sao mà make up để cho nó sậm xuống và cho nó rám nắng hơn như vậy nữa. Về trang phục thì mình cũng lấy cảm hứng ở ngoài đó rất là nhiều, hoặc là có những lúc mà mọi người phải đi ra ngoài chợ mua những cái bộ đồ si ngoài đó, hoặc những bộ đồ mà đồ bông ngoài đó để làm sao cái hình ảnh của một người phụ nữ miền Tây nó hiện lên chân chất, dễ thương, mộc mạc nhất. Thì rõ ràng mới ban đầu bản thân mình cũng thấy là không biết là liệu mình có làm tròn vai hay không, nhưng mà khi mà thấy cái nỗ lực của mọi người và nhìn cái hình ảnh của mình đang hiện lên một ngày qua một ngày làm việc nó dần rõ nét hơn đó, và cộng thêm cái sự yêu thích của mình với cái dự án đó, nó làm cho mình có một cái niềm tin rất là lớn là mình sẽ làm được. Mình cũng nhận được cái sự chỉ dẫn và ủng hộ của bác chuyên rất là nhiều. Mà khi mình đã có niềm tin đó, thì mình nghĩ là chắc là cũng rất là hiếm có cái gì nó làm cho mình chùn bước lắm. Đúng, nhưng mà đoạn đầu tiên khi mà tiếp cận với dự án này và cũng như là vai á, thì có chút nào làm cho Phương Anh Đào cảm thấy là mình hơi lo lắng là không biết mình có thể thể hiện tốt được cái vai diễn này hay không? Có như vậy không? Cái lúc đó anh Đào đọc kịch bản thì mình hầu như không có nghĩ gì đến cái chuyện là làm tốt hay không tốt, chứ mình chỉ gọi là trực trào lên những cái cảm xúc là mình quá thương hết tất cả các nhân vật ở trong câu chuyện đó. Bởi vì nếu như mà Huy có xem cái câu chuyện Cho Tàn Rực Rỡ và Cuối Mùa Trôi Về thì mỗi một nhân vật hiện lên rất là cá tính. Đúng. Ai cũng rõ nét, ai cũng có số phận. Và đặc biệt nữa là cái chức văn của chị Tư làm cho anh Đào cảm thấy nó quá sống động, nó dạt dào, nó đẹp, nó buồn một kiểu gì đó. Mình buồn thấy nó da diết á, nó sâu lắm, nước mắt nó không có trào ra mà nó đi ngược vào bên trong á, nó làm cho mình cái cảm giác đó. Thì chính vì cái xúc cảm nó lớn quá nên là mình nói là mình khát khao mình được làm nhân vật này. Mà một khi mà mình đã quá thích nó, mình quá khát khao nó thì mình phải làm sao, mình phải có cái cách để mình truyền tải được cái nhân vật này tốt nhất. Chứ anh Đào sẽ không có nghĩ là không biết là mình liệu mình có làm được hay không. Bởi vì trong khoảng thời gian quá khứ á, với tất cả những cái dự án trước á, có những lúc mình mới, mình chưa có cơ hội để rèn giũa kỹ năng của mình á, và tất cả mọi thứ nó đều giống như một giấc mơ đối với mình khi mà mình tiếp xúc với nghề á, và cả mình được làm việc với tất cả những anh chị đạo diễn lớn á, mình hoài nghi bản thân mình nhiều lắm. Mình thiếu tự tin, mình căng thẳng, tự đè lên cho mình rất là nhiều áp lực. Mà trong thời gian quá khứ, áp lực đối với mình nó chỉ là áp lực. Còn bây giờ áp lực nó thành là động lực. Và mình bắt đầu bước qua một vài dự án á, mình bắt đầu tự tin hơn một phần nào đó, và mình cũng như là mình có cái trải nghiệm về cuộc sống nhiều hơn, mình có được cái phương pháp hay là một cái cách á, để mà mình làm việc với cả đạo diễn và bạn diễn của mình tốt hơn. Thì qua mỗi một dự án như vậy mình hình thành những kỹ năng làm việc, thì mình mới biết là nếu mà bản thân mình không tin mình á, không ai tin mình hết. Không biết là niềm tin nó đúng hay không, nhưng bản thân mình phải tin mình trước cái đã. Dạ. Mình phải tạo cho mình cái động lực, tạo cho mình cái niềm tin trước cái đã. Rồi khi mà mình tỏa ra cái năng lượng đó, mình tỏa ra cái nhiệt huyết đó, thì mọi người sẽ dễ cuốn theo. Và khi có cảm xúc mà nó dâng cao lên, cái việc gì nó cũng rất là dễ trôi chảy. Còn mình rụt rè, mình quá sợ hãi với nó, mình không dám là mình sẽ dễ là nằm trong cái sự tác động của người khác, và mình nằm ở trong cái yếu tố rất là bị động. Và sau nhiều dự án thì mình mới thấy là rõ ràng là đương nhiên đi ra ngoài làm việc nó sẽ có va chạm, có những thử thách nó không chờ bạn sẵn sàng đủ mạnh để thực hiện thử thách đó. Mình luôn luôn nằm ở vùng an toàn của mình thì không bao giờ mình với lên được nữa hết. Đúng. Thì rõ ràng là nhiều khi là mình cũng phải hơi liều liều và hơi chơi lớn chút xíu, bớt sợ lại, dám dấn thân hơn. Yeah. Thì đúng là khi mà mình tự suy nghĩ và mình tự huyễn hoặc mình như vậy thì mình thấy là hình như nó hiệu quả hơn.